Báo cáo quý vị lúc này đang là 10 giờ sáng của ngày 24 tháng 12 2017 và Đồ Gỗ Đức Hiền chân thành cảm ơn các bác đã từ Thanh Hóa ra để ký duyệt mấy tấm tranh khảm đặc sắc của Đồ Gỗ Đức Hiền và các bác đã quyết định lấy hai tấm đồng quê quê xưa. Bây giờ bác xem ưng tấm nào thì để ký đi ạ. Thực ra là đây trong cửa hàng có rất nhiều cho nên là làm cho các bác rất là đau đầu. Tất cả sản phẩm của Đồ Gỗ Đức Hiền thì đều được bảo hành và cái đây mặt trái là chúng tôi đã gông keo đây rồi. Đấy. Đấy, anh ký cả ra cái khung ấy trông nó rõ. Cái khung thì nó rõ. Vâng, bên trong là em ấy keo đánh keo ra trông nó màu nó bị màu trắng. Nó sáng quá. Anh ký cả vào tấm kia cho em. Không, thôi được rồi, nâng lên đi. Đây là bức tranh quê xưa tái hiện lại tất cả không gian xưa. Anh ơi, cái tấm kia nữa hay là tấm bên trong anh? Tấm trong được, thế anh đi vào tấm trong đi. Đấy. Rồi. Ở hai tấm. Anh lấy luôn một lúc hai tấm à? Hai tấm. Anh ơi, nó giống nhau 99%. Tức là thủ công thì nó không giống 100% nhưng mà thể thức chung là giống. Vâng, anh ơi, màu là nguyên bản gốc. Anh ơi, trong kia không ra, tí cái vỏ thang. Rồi bác quyết định đi vào tấm trong. Vì ở Đồ Gỗ Đức Hiền là có rất là nhiều. Em cũng là thợ mộc á. Từ đây thợ mộc đi xem rồi biết rồi. Thợ mộc đi xem hàng còn gì bằng nữa. Thợ mộc là anh em thôi. Bước em lấy được mà. Càng thợ mộc thì bác càng chứng. Càng thợ mộc thì bác càng chứng giám cho em là hàng đánh trần nguyên bản gốc. Lật lật xuống đi chú Long ơi. Lật xuống cho bác ký sau lưng cái. Anh ơi, xong là chuyển hàng là về phố nào bác ơi? Đấy, tôi về phố vừa nay vật Trần Bình Trọng phải không ạ? Phường Đông Sơn. Đấy. Thành phố Thanh Hóa. Vâng. Như vậy là đến cái chỗ bệnh viện hợp lực ấy. Đấy, không, ta chạy thẳng đường mới về Bixi ấy. À, đi đường tránh đường, xong về Bixi. Đường mới về Bixi là về rất gần. À, từ Bixi vào còn xa không anh? Đến cái chỗ cái cầu vượt mà đi Sầm Sơn đấy. Vâng. Đấy. Cái đường đấy to lắm. Đường vòng đi Sầm Sơn đấy. Cái đường đấy rất là lớn em biết rồi. Cho Bixi đấy thì là từ đấy còn xa không anh? Từ đấy là khoảng 2 cây, 1 cây. Còn độ 1 cây nữa. Vâng. Phố Trần Bình Trọng nhớ chưa? Trần Bình Trọng là danh tướng đời Trần, có câu nói nổi tiếng là ta ra làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. À, tí được rồi thì anh gọi. Cảm ơn các bác rất nhiều. Và báo cáo các quý vị khác là hiện nay ở Đồ Gỗ Đức Hiền đang còn cả trăm tấm khảm các cỡ luôn. Tranh khảm tranh chạm là sản xuất nó hơi quá tay, quá nhiều luôn. Đây, mong các bác là đến ủng hộ trong cái dịp Tết này là có quà khuyến mại.